Hackabyte, cuộc cách mạng xanh trên đường phố. Thưa quý vị và các bạn, thành lập và hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo vệ môi trường, nhiều doanh nghiệp đã cho ra đời những nghiên cứu nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Và từ những nghiên cứu này, nhiều sản phẩm xanh đã được ra đời, góp phần hữu ích cho công tác bảo vệ môi trường. Trong chương trình khoảnh khắc từ ngày hôm nay, Ngọc Vân xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem qua đoạn phim ngắn. Cùng với sự tăng trưởng về số lượng ô tô, một mâu thuẫn nảy sinh trong sự phát triển của xã hội là vấn đề ô nhiễm môi trường do khí thải độc hại từ động cơ xe ô tô, xe máy thải ra. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã nghiên cứu, sản xuất và cho ra đời nhiều mẫu mã, kiểu dáng xe đạp điện thân thiện với môi trường. Với ưu điểm gọn nhẹ, hoạt động linh hoạt, thiết kế lạ mắt, sành điệu, xe đạp điện ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Bên Hackabyte thì cũng mong rằng là nên có một cái xu hướng dùng xe đạp điện nếu như mình muốn trong tương lai một cái môi trường không khí trong lành cũng như là một cái thành phố không khói. Việc lưu thông bằng các phương tiện chạy bằng điện đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng tới mục tiêu giao thông bền vững, góp phần làm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2. Hy vọng là sẽ sử dụng xe đạp điện này góp phần là bảo vệ môi trường và giảm thiểu cái lượng khí thải do xe máy hoặc là xe ô tô gây ra trong môi trường. Mong rằng người tiêu dùng Việt Nam sẽ thông minh và sáng suốt hơn trong việc lựa chọn phương tiện di chuyển trong tương lai. Mọi người có thể hy vọng về một cuộc cách mạng xanh trên đường phố. Tất cả vì một cuộc sống văn minh, sạch đẹp và bền vững hơn với môi trường. Hackabyte, cuộc cách mạng xanh trên đường phố.